Ladakh nổi tiếng là vùng thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi tuyết hùng vĩ, được bao quanh bốn bề bởi núi đá phía dưới và tuyết nắng ở phía trên đầy ma mị. Ngoài cảnh tượng thiên nhiên đẹp đến nghẹt thở, vùng đất này còn là nơi linh thiêng với tôn giáo Mật Tông, được du mục từ Tây Tạng sang. Đến với Ladakh chắc hẳn các bạn phải ghé qua những thiền viện Phật giáo nổi tiếng như Kiskis Teksay Pahemit. Tu viện Teksay là tu viện nằm ở trên đỉnh đồi của một thành phố Lhasa xinh đẹp. Nhiều tòa nhà trong tu viện này được bố trí theo đỉnh đồi theo thứ tự tăng dần và tầm quan trọng của kích thước của chúng. Điểm thu hút chính là bức tượng Phật Di Lặc cao 49 feet tại đỉnh đồi. Teksay rất đẹp với cột đá trắng toát và đá lam mi ở phía dưới. Còn tu viện thì có nhiều màu đá chồng chéo lẫn nhau, bạch cung, hồng cung giống như Potala. Nhưng Teksay lại có một cái ngọn đồi cao vút, xung quanh là hoang mạc và nhìn thấy dòng sông Indus huyền thoại. Vòng ra phía sau dẫn tượng bạn có thể nhìn thấy thung lũng, một vẻ đẹp mê mẩn, toàn khu tu viện thích xây và thung lũng xung quanh. Tu viện Kikis được thành lập vào thế kỷ thứ 14, nằm ở trên đỉnh núi Lhasa. Tu viện là tầm quan trọng lịch sử, văn hóa của Tây Tạng thông qua những bức tranh trên tường và trần. Các bước dẫn đến tu viện được chạm khắc cực kỳ công phu và tỉ mỉ, mang lại cho tu viện một cái nhìn cực kỳ tâm linh. Từ khu phức hợp của tu viện, du khách có thể ngắm nhìn cảnh vật mê hoặc từ thung lũng Nupra hoặc có thể ngắm nhìn hoàng hôn tại đây. Cấu trúc tu viện thật sự là tuyệt đẹp với bức tượng cao khổng lồ của Đức Phật Rampa cao 32 mét là điểm nhấn của tu viện này. Tu viện Hemis là một trong những tu viện lớn nhất và giàu có nhất tại Ladakh. Công trình kiến trúc đồ sộ này có sự bảo trợ của hoàng gia trong vùng Ladakh. Nội thất của tu viện này cũng có một bức tượng Phật tuyệt đẹp và vô số những bức tranh bảo tháp lộng lẫy được mạ vàng. Hàng năm, tu viện Hemis tổ chức một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của Ladakh, lễ hội Hemis, còn gọi là lễ hội Hemis Petru, với màn trình diễn múa mặt nạ truyền thống của các cư dân Lamas để tôn vinh kỷ niệm ngày sinh của đạo sư Padmasambhava. Hemis có hơn 200 nhánh tu viện ở vùng núi Himalaya. Hiện nay có hơn 1.000 nhà sư đang tụ thiền tại hệ thống tu viện này. Hemis được xem là một trong những tượng đài sống và di sản quan trọng nhất của người Khmer tại đây.